Rồi mình chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Hòa Phát. Hôm nay thì mình mới vừa hoàn thiện xong một cái cây tủ áo cực kỳ VIP luôn các bạn ha. Một cây tủ áo gõ đỏ mặt siêu bông luôn, đó. Và cái cây này thì mình mới vừa sản xuất xong. Rất đẹp các bạn. Dáng tủ cao to. Đặc biệt là những phần kết cấu, những phần khung xương á. Cây tủ này mình làm rất là đẹp luôn, rất là chắc chắn ha. Dày dặn. Và hôm nay mình sẽ quay chi tiết lại để các bạn cùng tham khảo cái mẫu tủ áo này nhé. Một cái mẫu tủ áo nữ hoàng rất là đẹp các bạn ha. Đó. Mình sẽ đi một vòng để các bạn cùng xem cái độ bông vân của cây tủ này nhé. Các bạn quan sát được ha, những cái phần cánh có những cái thớ bông nu rất là đẹp. Đó. Ở phần cánh này thì mình đã cho chọn lọc những cái phần chám mặt rất là đẹp luôn. Những cái phần bông nu xoắn xít. Những cái phần bông này thì rất là hiếm các bạn ha. Rất là khó tìm luôn nha. Những cây tủ hàng đặc như vậy thì mình mới làm với cái dạng là bông đẹp như vậy ha. Đó. Và bên hông thì mình cũng làm với những cái mặt chám bông vân cực kỳ đẹp luôn. Đó. Bên hông thì mình sẽ làm vân núi nha. Rất đẹp các bạn. Chất cây gõ đỏ 100%. Cây tủ này mình làm rất là kỹ nha. Từ khâu chọn lọc gỗ bông vân cho tới khâu lắp đặt, lắp ráp. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần kích thước ha. Cây tủ này thì có kích thước là chiều ngang là 2m2 các bạn nhé. Và cái chiều cao của nó là 2m4. Đó, rất là to, rất là cao các bạn ha. Một cây tủ 4 cánh, rất là to cao luôn. Ngang 2m2 và chiều cao là 2m4. Đó. Chiều sâu của tủ thì nó tầm khoảng 50 các bạn nhé. Và cái tủ này mình làm thiết kế theo mẫu là nữ hoàng 4 cánh. Và bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn vô phần bên trong của tủ ha. Ở bên trong tủ thì mình sẽ có một cái buồng lớn và hai cái buồng nhỏ hai bên ha. Cái buồng lớn này thì mình sẽ làm với một cái thanh treo đồ đó. Không gian để đồ rất là rộng rãi các bạn nhé. Một buồng lớn rất là to luôn. Và các bạn quan sát thấy được rằng ở bên trong thì mình có làm khung xương đố. Những cái ván cánh rất là đầy đặn ha. Đó. Rất là nhiều luôn. Rồi các bạn xài sẽ yên tâm nhé. Không có bị tình trạng mà nó bị cong vênh hay là bị mo cong quá nhiều ha. Đó, bông vân bên trong rất là đẹp. Và đây là bông vân tự nhiên các bạn ha. Đó, bông vân tự nhiên từ trong ra ngoài nha. Cái tủ này thì mình không vẽ vân nha. Đó, bông vân tự nhiên. Rất đẹp. Bản lề thì mình gắn bản lề chắc chắn nha. Các bạn xài không bao giờ bị tình trạng mà bị xệ cửa ha. Đó. Rất đẹp các bạn. Và cái phần cánh này thì mình làm với cái dàn khung cánh là dày là 2,5 phân. Phần khung này là làm dày 2,5 phân các bạn ha. Và cái phần mặt chám bên trong là mình sẽ làm dày là 1,5 phân. Đối với những cái hàng chợ thì cái mặt chám họ chỉ làm khoảng chừng 1,2 phân thôi, hoặc là làm 1 phân thôi. Nhưng mà riêng cái hàng đặc này thì mình làm tới là 1,5 phân lận. Nên các bạn thấy được cái sự chắc chắn của cái tủ ha. Đó, cái phần trái bên trong rất là dày dặn nha. Dày dặn, bông vân đẹp. Đó, tiêu chuẩn của một cái hàng đặc các bạn ha. Ở xung quanh thì mình làm những cái phần chỉ để tạo điểm nhấn ha. Đó, phía trên là những cái phần hoa văn chạm nổi rất là đẹp. Đây, các bạn quan sát ha, rất đẹp nha. Rất là sạch sẽ. Và bên đây là cái buồng nhỏ ở bên hông. Đó. Cái buồng nhỏ này thì mình cũng làm tấm đợt để chia tầng luôn. Các bạn để đồ thoải mái ha. Đó. Ở bên trong rất là sạch sẽ nha.
Và những cái tủ này thì mình làm với những cái dàn cánh đẹp kết hợp với cái độ dày gỗ rất là cao ha, rất là dày luôn, nên các bạn xài yên tâm nhé. Đó. Ở bên dưới này thì mình có làm một cái hộc kéo các bạn ha. Đây, ở bên dưới thì mình có làm một cái hộc kéo ở dưới. Đó. Ở dưới dàn chân thì mình sẽ làm với cái dạng là chân cuốn và kết hợp với những cái dàn yếm vai là đục chạm mà những cái họa tiết hoa lá tay ha, cho uốn cong rất là đẹp. Đó. Dập chỉ nổi các bạn nhé, những cái phần họa tiết rất là đẹp nè. Đó. Ở bên hông cái phần tủ thì mình cũng cho chọn lọc những cái phần chám rất là bông vân ha. Đó, các bạn quan sát ha. Đây là cái phần bên hông tủ. Đó. Nước sơn thì như nhau. À. Bên hông đằng sau hay là đằng trước thì mình cũng sơn với nước sơn rất là kỹ nha. Không bị chảy sơn gì hết. Những cái mặt bên hông này thì mình cũng làm với những cái tấm chám là 1/2 các bạn ha. Cái độ dày là bằng cái phần mặt tiền luôn. Đó, không có bị ăn bớt nhé. Và cuối cùng mình sẽ xuống cái phần hậu nha. Đây, cái phần hậu. Cái phần hậu tủ này thì mình bảo đảm luôn là so với những cái hàng giá rẻ thì nó sẽ ăn đứt luôn các bạn ha. Cái thứ nhất là cái độ dày của cái phần khung đố rất là dày dặn nhé. Đây các bạn quan sát ha, những cái phần khung đố nè, rất là dày luôn. Đó. Những cái phần này thì các bạn xài không bao giờ mà nó bị cong vênh mặt hậu hết. Những cái hàng giá rẻ thì họ sẽ làm những cái phần khung xương đố rất là nhỏ. Đó. Không có được độ cứng như vậy. Còn riêng cái tủ này thì mình làm với một cái dàn khung phía sau rất là dày dặn, rất là to. Đó. Và cái hậu tủ này các bạn thấy là cái phần gỗ ha. Phần gỗ cũng liền lạc luôn. À, bên mình không có giấu những cái tấm gỗ xấu đằng sau nhé. Những cái hàng đặc như vậy thì mình cũng cho chọn lọc từ đằng sau ra đằng trước luôn. Đó. Một cái phần hậu rất là đẹp các bạn ha. Chất gỗ đẹp và cái phần đóng ráp khung rất là chắc chắn. Đó, các bạn quan sát ha. Mình quay cận cảnh luôn để các bạn xem và tham khảo trực tiếp cái mẫu mã này. Đó. Ở bên hông bông vân rất là đẹp. Đó. Ở trên phần đình tủ thì mình làm với cái dạng là nữ hoàng các bạn ha, đục chạm cái mẫu nữ hoàng đó, những họa tiết rất là to rất là đẹp ha. Nước sơn mình sẽ cho sơn nước sơn BUM. Cái nước sơn này thì mình không bao giờ bị xuống màu nữa, tại vì mình sơn cái màu gõ già luôn đó. Các bạn thấy cái màu đậm đà ha, mình cho làm cái màu gõ già rất là đẹp. Và hiện tại thì cái cây tủ gõ đỏ này thì đang có mặt tại cửa hàng đồ gỗ Hòa Phát ha. À, cửa hàng bên mình đang nằm tại cổng chính chợ đầu mối gỗ Tavico thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. À, các bạn có thể tới đây để mà trải nghiệm trực tiếp cái mẫu tủ này. Đó, các bạn tới kiểm tra trực tiếp luôn. Hoặc là các bạn có thể liên hệ số điện thoại bên dưới ha, để bên mình có thể tư vấn kỹ hơn về cái phần mức giá nhé. À, mức giá của cây tủ này thì nó nằm tầm khoảng hơn 30 triệu đồng ha. Một cây tủ hàng đặc, chất liệu gỗ đỏ 100%. Đóng ráp tuyển lựa bông vân rất là đẹp ha. Những cây tủ này thì mình lên với số lượng có hạn nhé. Các bạn mau mau liên hệ tới bên mình để có thể sở hữu ha. Đó, một cây tủ rất là đẹp các bạn. Và mình sẽ quay sơ bộ lại một lần nữa để các bạn cùng xem ha. Và mình xin được phép kết thúc video tại đây luôn. Rồi mình chào các bạn nha.